Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 2 năm 2015, Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng đột kích vào cơ sở sản xuất hàng giả của công ty trách nhiệm hữu hạn Bính Hạnh tại số 209/14 Lê Văn Sĩ, phường 13 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện ông Nguyễn Xuân Bính làm giám đốc đang tổ chức chế biến thịt heo thành thịt bò. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện ngoài nhà, kho lạnh và các tủ đá chứa gần 2.044 kg thịt heo nái, trong đó có 1.179 kg thịt heo chưa ngâm, 110 kg thịt đang ngâm và hơn 750 kg thịt đã được phù phép chia thành từng túi nhỏ để bán ra thị trường. Số lượng thịt này đang được chia ra từng thau, đựng nằm ngổn ngang giữa nền nhà. Ngoài ra, đoàn cũng thu được 2 túi bột trắng, được cho là hóa chất metabisulfite. Làm việc với đoàn, ông Bính không cung cấp giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng. Ông Bính thừa nhận, từ tháng 11 năm 2015 đến nay, đã mua thịt heo từ Đồng Nai về ngâm hóa chất, hô biến thành thịt bò. Thịt heo mua về được sơ chế rồi ngâm vào dung dịch huyết bò pha với chất metabisulfite. Hóa chất này được mua ở chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn này, mỗi ngày công ty bán ra thị trường khoảng 500 đến 600 kg với giá tiền từ 135.000 đồng đến 140.000 đồng. Khi bán, ông Bính nói rõ cho các đầu mối biết đó là thịt heo nhưng họ vẫn đồng ý lấy hàng. Theo một cán bộ thú y, với việc biến thịt heo thành các loại thịt đặc sản, lừa dối khách hàng, ông Bính hưởng lợi trên 30% giá trị sản phẩm. Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết do số lượng thịt thu được không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên bắt buộc phải tiêu hủy. Đoàn kiểm tra cũng lấy mẫu kiểm nghiệm, căn cứ trên kết quả kiểm nghiệm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở làm hàng giả này, ông Phát nói. Sự thật về loài cây có khả năng đi bộ duy nhất trên thế giới. Một loài cây có tên thường gọi là cây đi bộ là một loài cây cọ đặc biệt sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở các nước Trung và Nam châu Mỹ như Ecuador. Chúng có một bộ rễ dài và khỏe, mọc ra ngoài thân cây và đâm thẳng xuống mặt đất, nhìn rất giống những chiếc xúc tu. Theo người dân địa phương, sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên là cây đi bộ bởi chúng có thể di chuyển từ nơi bóng râm ra ánh sáng mặt trời bằng cách cắm rễ mới theo hướng nó muốn di chuyển, còn các rễ già sẽ từ từ bật lên, khô lại và mục đi. Quá trình này có thể kéo dài vài năm, nhưng cũng có người cho biết cây có thể đi được 2 hoặc 3cm mỗi ngày hay 20m mỗi năm. Tuy nhiên, một nhà sinh vật học cũng là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững tại Atenas, Costa Rica, cho rằng đây chỉ là truyền thuyết do người dân tạo ra nhằm thu hút khách du lịch. Ông đã nghiên cứu và chỉ ra rằng cây đi bộ không hề có khả năng di chuyển. Một vài rễ già ở cây có thể chết đi, tuy nhiên thân cây vẫn vững chắc tại vị trí ban đầu. Các nhà khoa học chưa rõ về vai trò của những chiếc rễ mọc ra từ thân. Một số cho rằng chúng giúp cây vững chắc hơn, một số khác cho rằng chúng giúp cây mọc cao hơn mà không tăng đường kính thân cây. Những giả thuyết này đến nay vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Các fan hâm mộ thể hình thường hay phàn nàn về các thiết bị luyện tập của họ không đủ hoặc quá cũ. Họ luôn luôn nghĩ rằng việc sở hữu những thiết bị tốt, được huấn luyện tốt, chương trình giảng dạy tốt, một chế độ ăn uống tốt thì họ mới có thể rèn luyện thân thể hay mới có thể có một hình thể đẹp. Tuy nhiên, với Kombia Samson, 24 tuổi, là một tín đồ thể hình đến từ Ghana, châu Phi, nhìn vào cơ bắp của anh, mọi người hẳn sẽ nghĩ rằng anh đã rèn luyện ở một phòng thể hình cao cấp nào đó hay có một huấn luyện viên lực lượng giúp đỡ thì mới có thể tạo ra những cơ bắp chắc khỏe như vậy được. Nhưng thực tế không phải vậy. Những dụng cụ tập thể hình của anh là những linh kiện được góp nhặt từ chiếc xe hơi, cục đất đá được nặn thành từ đất sét.
Đây cũng chính là những thanh tạ và quả tạ mà anh thường sử dụng. Chúng ta đều biết rằng thể hình và chế độ ăn uống là không thể tách rời. Đối với chàng thanh niên nghèo này thì ngoài việc thỉnh thoảng có thể bổ sung thêm một chút dầu cá và vitamin tổng hợp, các bữa ăn còn lại đều phải nhờ vào các loại thực phẩm giàu protein để làm tăng cơ bắp. Đây là hình ảnh của một số bữa ăn hàng ngày của anh, tuy rất đơn giản nhưng không hề nghèo chất dinh dưỡng. Dưới sự dẫn dắt của Samson, các bạn bè của anh cũng lần lượt gia nhập hàng ngũ thể hình. Họ dường như đã thành lập một câu lạc bộ thể hình mini của riêng mình, khuyến khích và hướng dẫn lẫn nhau. Họ đã dùng những tấm sắt phế liệu hay đất sét để có được cơ thể cơ bắp như vậy. Chính sự nỗ lực không ngại khó, họ xứng đáng có một cơ thể tuyệt đẹp. Ngôi nhà bút bê của nữ hoàng Marie là không thể định giá được. Ngôi nhà là món quà từ hơn 1.500 nghệ nhân dành tặng cho nữ hoàng vì vai trò của bà trong Thế chiến thứ hai. Được trang trí với những món đồ nhỏ nhắn có thể được tìm thấy trong lâu đài Windsor. Căn nhà tái hiện một cách chi tiết về gia đình quý tộc những năm 1920. Rất nhiều món đồ trong nhà là bản sao của các công ty nổi tiếng thời bấy giờ. Những khẩu súng nhỏ đã nạp đạn, bồn cầu được xả nước hay nước nóng lạnh chảy trong những ống nhỏ. Phía trên bàn ăn là mù tạt Colamen, trong phòng bếp có chocolate, gần bồn rửa là những chai xin lai nhỏ nhắn. Ngoài ra, căn nhà còn có thang máy và gara đầy những xe limousine hoàng gia và 6 chiếc xe xa hoa khác. Căn nhà cũng có hầm rượu, thư viện với 700 bức họa, vẽ bởi các họa sĩ nổi tiếng và hơn 300 đầu sách, bao gồm thơ và truyện ngắn viết bởi các tác giả Anh nổi tiếng. Hiện nay, ngôi nhà này được trưng bày trong một phòng tại lâu đài Windsor ở Anh. Ngôi nhà búp bê Astolat trị giá 1,1 triệu đô. Ngôi nhà này được xây dựng năm 1974 đến năm 1987 thì hoàn thành. Sự độc đáo của ngôi nhà là hơn 100.000 tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao được làm hoàn toàn thủ công bởi các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhà có những chiếc gương khung bằng vàng, phòng tắm cẩm thạch, đèn chùm bằng vàng, tranh sơn dầu và chân dung nhỏ xíu, thư viện với những cuốn sách bé xinh, hầm chứa rượu và một lò sưởi dẫn đến tháp phù thủy. Tại đó có kính viễn vọng. Một điểm nữa làm nên giá trị của ngôi nhà là hệ thống ánh sáng tự động điều chỉnh. Ngôi nhà này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Nassau ở New York. Ngôi nhà búp bê này trị giá 1 triệu đô, được thiết kế và xây dựng trong suốt 25 năm. Nó được thực hiện bởi hai chị em gái thuộc nhóm phụ nữ Đức giàu có nhất vào những năm 1990. Công trình sáng tạo này của cô thu hút đông đảo sự chú ý. Bạn bè nghệ sĩ của cô cũng sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật cho ngôi nhà, bao gồm tranh và tượng điêu khắc. Hiện nay, du khách có thể đến tham quan ngôi nhà tại Bảo tàng thành phố New York ở Mỹ. Lâu đài cổ tích Chicago trị giá 500.000 đô la Mỹ, được xây dựng bởi diễn viên kịch câm người Mỹ trong suốt 7 năm từ năm 1928 đến năm 1935. Lâu đài cổ tích gồm 12 phòng này lấy đi của cô không ít công sức. Trong lâu đài có phòng vẽ, thư viện, khu đại sảnh, phòng tắm, phòng ngủ của hoàng tử và công chúa và một khu vườn diệu kỳ. Quá trình xây dựng ngôi nhà có sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có cả Walt Disney. Trong tòa lâu đài có những vật quý có hơn 500 năm tuổi của Trung Quốc làm từ thạch anh và những chiếc đèn chùm bằng vàng và kim cương. Nhân vật trong các câu chuyện cổ tích cũng được tái hiện ở khắp mọi nơi trong lâu đài, từ lọ lem và chàng hoàng tử cho đến Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hiện nay, lâu đài cổ tích đang được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp tại Chicago ở Mỹ. Cung điện Titania trị giá 256.000 đô. Cung điện Titania là một trong những thứ đồ chơi đắt đỏ nhất thế giới, được Legoland mua vào năm 1978. Quá trình xây dựng kéo dài 15 năm, bắt đầu từ năm 1907. Cung điện Titania có hơn 18 phòng,
và hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật sưu tầm từ nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, du khách có thể đến chiêm ngưỡng cung điện tí hon này tại lâu đài Ekesco ở Đan Mạch. Ngôi nhà búp bê này được thực hiện bởi ông Peter Rich, 62 tuổi, đến từ Anh. Ông bắt tay làm xây dựng ngôi nhà búp bê này từ năm 1994. Sau 15 năm, dinh thự phong cách Victoria nhỏ nhắn được hoàn tất. Ngôi nhà có 23 phòng với 10 phòng ngủ, được bán cho một người Canada cùng nhà búp bê với giá 82.000 đô. Trong nhà có phòng game, khu vực dành cho người hầu, đàn dương cầm và cả một thư viện đầy sách và báo. Ngôi nhà búp bê của Nhật Bản trị giá 80.000 đô. Ngôi nhà búp bê phong cách Nhật Bản này được thực hiện từ đầu những năm 1990. Để làm được ngôi nhà này, người ta đã phải xin phép chính quyền Nhật Bản khi sử dụng cây tuyết tùng vốn chỉ phục vụ việc xây dựng cho các tòa nhà hoàng gia ở Nhật Bản. Nhà búp bê thế kỷ 16 trị giá 70.000 đô. Ngôi nhà búp bê gồm 6 phòng này được một nhà sưu tập người California đặt hàng vào năm 2009 với giá 70.000 đô la Mỹ. Nội thất trong nhà bao gồm 6 chiếc đèn chùm bằng pha lê, mỗi chiếc trị giá 1.000 bảng Anh, tiện nghi làm từ gỗ cao cấp, dụng cụ ăn uống được làm bằng sứ cao cấp và sơn phủ thủ công. Ngoài ra, căn nhà còn có cả dụng cụ ăn từ thế kỷ 16 làm bằng bạc nguyên chất, những chiếc lá được mạ vàng để trang trí dọc theo mép tường và một bức tường cổ nhỏ xíu. Ngôi nhà búp bê của Sarah Rothe trị giá 12.000 đô. Ngôi nhà búp bê này thuộc về nhà sưu tập nghệ thuật thế kỷ 18 Sarah Rothe, vợ của một thương gia giàu có. Ngoài bộ cửa chính, căn nhà còn có một bộ khác dùng làm cửa sổ. Trong phòng ông có dao, dĩa, đĩa, tất cả đều làm từ bạc nguyên chất. Thư viện của căn nhà chứa những cuốn sách siêu nhỏ. Trên tường có những bức tranh nhỏ nhắn được vẽ bởi các họa sĩ thực thụ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!